Một người bà tần tảo cả đời vì tương lai của cháu. Bà nội không có của cải để lại cho hai đứa con với em con. Bà nội gắng lo cho ăn học sau này con có nhờ đảm thân. Em không biết giống thế nào với hai em có sống nổi bây giờ. Một đứa cháu mồ côi quyết tâm học tập, đáp đền công ơn của bà. Việc học nó cho em rất là nhiều thứ, không chỉ giúp cho em có được cái nghề mà nó còn cho em những cái bài học để sau này em lo được cho nội. Và học bổng thắp sáng niềm tin đã kịp thời sẻ chia và chắp cánh cho ước mơ của em Phan Thị Trà My được bay xa. Ai là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng? Chúng ta còn 22 giây. Dạ là thắp sáng niềm tin phát sóng lúc 17 giờ chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Kính mời quý khán giả đón xem.